Xin chào quý vị và bạn trở lại với uh, channel của mình thì uh, trong cái video này thì mình sẽ làm nhanh qua cái mức giá bán giá lăn bánh của mẫu xe uh, Ford Everest uh, phiên bản Titanium số tự động một cầu hai uh, Vin 2021. Thì hiện nay thì uh, cũng là tháng 3 rồi thì uh, thông thường thời điểm này chúng ta sẽ có hai lựa chọn về những cái xe xe nhập khẩu. Một là những chiếc xe sản xuất từ 2020, cái mức giá ưu đãi sẽ tốt hơn. Hai là nếu như nó còn và nếu như nó còn bày bán thì mẫu xe này chúng ta sẽ gọi là thu thiệt một đời xe nhưng sẽ ăn hơn về cái khuyến mại thời điểm mua ban đầu. Hai là chúng ta có mẫu xe Everest như quý vị các bạn thấy trên màn hình đây. Đây là mẫu xe hoàn toàn mới và ra mắt form mới rồi nhá. Form Everest 2021 thì như quý vị thấy trên màn hình đây là phiên bản mới nhất và chúng ta đã trải qua ba lần nâng cấp rồi thì mình sẽ nói ở sau video nhé. Về cái giá bán và giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội hay thị trường tỉnh thì phiên bản một cầu số tự động Titanium là phiên bản bán chạy nhất của dòng Ford Everest tại thị trường Việt Nam à, Mẫu xe này có mức giá niêm yết là 1 tỷ 181 triệu đồng Hiện nay thì à, cái mức khuyến mại tốt nhất dành cho các khách hàng ở khu vực miền Bắc chúng ta sẽ dao động vào khoảng 50 đến 55 triệu đồng à, có thể kèm theo một chút phụ kiện khi chúng ta đàm phán và các bác lưu ý giúp em à, những cái dòng xe nhập khẩu này thì giá sẽ liên tục thay đổi theo cái lượng xe còn lại để có cái giá bán tốt nhất và sát nhất tại thời điểm quý hàng tham khảo thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline đang đi kèm trên màn hình nhé à, với cái mức khuyến mại từ 50 đến 55 triệu đồng tặng kèm phụ kiện thì cái mức giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội cho cái mẫu Everest chúng ta sẽ động vào khoảng 1 tỷ 270 đến 1 tỷ 275 triệu đồng chưa bao gồm bảo hiểm thân vào một năm và cái mức trả góp tối thiểu của các bác chuẩn bị cho em khoảng hơn 300 triệu đồng một chút nhé à, với khách hàng tỉnh thuế 10 phần và chi phí cũng bớt đi được một chút thì chúng ta lăn bánh cái mẫu xe này sau khi trừ khuyến mại đi thì sẽ động vào khoảng 1 tỷ 250 à, nói về cái mức giá này khoảng 1 tỷ 2 lăn bánh chúng ta có Santa Fe chúng ta có CRV chúng ta có Pajero Sport khá là nhiều lựa chọn Tuy nhiên thì Everest kể từ lúc nó ra mắt phiên bản mới vào cuối 2018 với động cơ turbo ấy à, không nói đến những cái vấn đề lỗi xung quanh nhé thì về cái đơn giản uh, Ford Everest là cái mẫu xe thì nó là nhiều công nghệ nhất ở cái dòng súp 7 chỗ và với những quý khách hàng nào tìm hiểu nhiều về xe chúng ta có thuật ngữ như là body on frame hay body uni thì Everest nó sẽ trung mâm với Fortuner Pajero Sport nhiều hơn là Santa Fe hay CRV nhé các bác tự ý giúp em ngoài ra thì uh, mẫu xe này cũng đã trải qua 3 lần nâng cấp rồi ba uh, 3 năm và gần như mỗi năm nâng cấp một bản. hai uh, cuối 2018 đầu 2019 thì chúng ta có bóng uh, đèn pha cốt là bóng led đi kèm với đó là halogen phản xạ đa hướng. Thì uh, sang năm 2020 thì chúng ta nâng cấp lên đèn full led. Uh, vẫn có đầy đủ phanh khoảng cách hay uh, các option như chống ổn chủ động. Tuy nhiên thì sang 2021 chúng ta có một cái thiết kế mới ở phần mặt ca lăng và lược bỏ đi một số option như phanh radar ở trên bản hai cầu đấy, chống ồn chủ động và một số tính năng kèm theo tuy nhiên thì cái chiếc khấu lại được giảm giá khi chúng ta lăn bánh sẽ tốt hơn thời điểm trước và nó khắc phục một số lỗi kèm theo đó trên đây là cái video nhanh về giá bán chương trình khuyến mại của dòng Ford Everest Titanium số động một cầu tại thị trường Hà Nội cũng như thị trường ở tỉnh đặc biệt là tỉnh Bắc Ninh quý khách hàng có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với em để xem xe cũng như là tư vấn lựa chọn phiên bản các dòng xe tốt nhất ngoài ra thì bên em cũng sẽ tiếp nhận thông tin của những quý khách hàng có nhu cầu bán xe hay mua xe cũ nhé hy vọng quý khách hàng ủng hộ rồi xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo